Chào mừng toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Hôm nay em xin phép lên sóng để giới thiệu qua cho toàn thể tất cả các bác một cây mic, đó là mic dây, mic đời Shure Beta 87A, là một trong những dòng rất được nhiều các ca sĩ cũng như các ban nhạc sử dụng để hát live. Đây là một trong những dòng cao cấp trong mic dây của dòng Shure rồi. Vâng, hàng toàn bộ là hàng chính hãng, còn là rất là đẹp, rất là mới, thiếu thùng số các bác nhé. Em đã tháo nắp chụp ra để cho các bác nhìn thấy bên trong có thể rõ ràng hơn. Đây, đây là hình thức của vỏ chụp, còn rất đẹp, rất sáng. Đây, các bác có thể nhìn thấy rõ. Vòng cao su còn rất xanh. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác mua để chơi gia đình hay là dùng ban nhạc hát live trên các bộ âm thanh. Một cây duy nhất các bác nhé. Đây, các bác. Tuyệt đẹp luôn. Ngoài ra em còn rất nhiều các thiết bị xử lý cốt, mixer, delay cork. Cốt DBX 260 360 360, nguyên hộp xốp mới tinh. Ngoài ra những dòng đẩy lab Ruben FB6400 Mixen rất nhiều. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ với em. Vâng, còn con mic này tình trạng còn rất là đẹp, các bác có nhu cầu thì alo ngay cho em qua số điện thoại 0779228891 để em gửi hình ảnh chi tiết cũng như là tư vấn cho toàn thể tất cả các bác. Các bác bấm vào nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những video clip về những sản phẩm mới của bên em. Bây giờ em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác nha. Cảm ơn toàn thể tất cả các bác đã theo dõi video của em.